Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, hàng loạt các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được ban hành, cho thấy sự quan tâm của chính phủ vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, theo đánh giá thì các chính sách này vẫn chưa thực sự đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Bởi thế mà ngày 16 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Cộng đồng doanh nghiệp đón nhận quyết tâm mới của chính phủ như thế nào? Làm thế nào để hiện thực hóa nghị quyết nhằm mang lại môi trường kinh doanh thực sự minh bạch và lành mạnh như quyết tâm của chính phủ? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần tổng hợp ngay sau đây. Để tiếp tục vực dậy sản xuất kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2015, ngay từ năm 2014, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như Nghị quyết số 36A ngày 14 tháng 10 năm 2015 đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nghị quyết số 19/2016 ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2015, Chính phủ ban hành về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020. Nghị quyết 225 ngày 4 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, để đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 601 ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và rất nhiều các chính sách hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng doanh nghiệp như hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ, phát triển thương hiệu, các ưu đãi về lãi suất, ưu đãi thuế giúp giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Qua những thống kê trên, chúng ta có thể thấy với quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, nhiều nghị quyết đã được ban hành, doanh nghiệp đã phần nào được cởi trói, thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, hiện nay rất nhiều điểm nghẽn vẫn còn tồn tại mà nổi bật như vướng mắc trong kiểm tra chuyên ngành, mô hình giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục hồ sơ, luật mới ban hành chưa thống nhất hay doanh nghiệp vẫn còn gánh nặng thuế, phí. Chuyên sản xuất kinh doanh quần áo trẻ em, đại diện công ty cổ phần may Theo Minh Long Hưng cho biết, thực hiện giao dịch điện tử trong bảo hiểm xã hội là một cải cách mà cộng đồng doanh nghiệp rất trông đợi. Tuy nhiên, những gì mà doanh nghiệp nhận được vẫn chưa như mong muốn. Vừa qua, khi ứng dụng mô hình này, doanh nghiệp đã gặp không ít những rắc rối, phiền hà. Thì bảo hiểm bảo bây giờ nó đang chuyển đổi mô hình hoạt động là qua mạng. Thế nhưng mạng thì trục trặc. Mạng trục trặc thì bảo hiểm bảo rằng vậy thì nộp bằng giấy, nhưng mà không được mang lên bảo hiểm. Có người của bên bưu điện đến lấy, nhưng mà người bưu điện hay người của bảo hiểm đến lấy rất là chậm, mang về cũng chậm. Đó. Và đến ngày mai mạng hoạt động thì bảo thôi cái đó bỏ làm lại. Làm lại xong ấy, mạng lại tiếp tục là trục trặc, lại làm lại nữa, cứ như thế. Đó. Rồi đến khi mạng hoạt động ổn định, thế nào, bắt đầu đi lên trên đó, thì họ bảo là nộp chậm thì bây giờ cứ phải đóng tiền tiếp và phải nộp phạt. Một vướng mắc trong công cụ cải cách thủ tục hành chính cũng phải kể đến là việc chồng chéo không đồng bộ giữa các quy định của luật khiến doanh nghiệp lúng túng, khó thực hiện. Điển hình, luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới đã ban hành gần một năm với mục đích cởi trói cho doanh nghiệp, nhưng sự không thống nhất trong các quy định của luật trở thành điểm nghẽn. Cái mà chúng ta thấy vướng lớn nhất thì là sự đồng bộ của các bộ luật khác để luật doanh nghiệp này được thông thoáng. Khi doanh nghiệp người ta đi vào ta hoạt động thì các luật chuyên ngành khác vẫn còn hạn chế. Một thực trạng rất đáng quan ngại hiện nay là gánh nặng thuế phí của doanh nghiệp. Đây là cản trở rất lớn làm doanh nghiệp kiệt quệ, khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Thuế phí hiện nay được các cơ quan quản lý đánh giá ở mức còn rất cao so với các nước trong khu vực. Theo thông tin của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đưa ra, thì thuế phí hiện nay đang chiếm khoảng 40% lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là chi phí liên quan đến người lao động như bảo hiểm xã hội và các khoản phí khác. Đơn cử từ mùng 1 tháng 1 năm 2016, thì cái luật bảo hiểm xã hội đã thay đổi cái tính bảo hiểm xã hội. Và mùng 1 tháng 1 năm 2018, thì năm nay thì bảo hiểm đóng trên lương.
Còn đến mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì đóng trên thu nhập. Mà hiện nay thì đối với ngành dệt may là một ngành da dày, ngành chế biến, nói chung các ngành chế biến thì tiền lương đã chiếm tới 70% trên 6-70% trên cái giá mà gia công rồi. Bây giờ đóng tất cả doanh nghiệp, cả người lao động đóng thêm 30-mấy% trên cái phần lương đó nữa thì doanh nghiệp rất là khó khăn. Chi phí cảng của mình cũng cao, vận chuyển của mình cũng cao, nói chung là logistics cao. Nên là dẫn đến cái giá của mình thì cũng khó cạnh tranh với lại các nước. Nên là cái lượng hàng xuất khẩu của thép thì mấy năm gần đây nó tăng không có nhiều. Đấy, cũng một phần là do là cái chi phí lớn quá. Một khó khăn rất lớn của nhiều doanh nghiệp cũng đáng ghi nhận là kiểm tra chuyên ngành, trong đó nổi bật là ngành dệt may. Đây cũng là trăn trở mà đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã kiến nghị trong buổi đối thoại trực tiếp với Thủ tướng ngày 29 tháng 4 vừa qua. Điển hình, thông tư 32 về kiểm tra formaldehyde đã được sửa đổi thành thông tư 37 nhưng giờ lại khó khăn hơn. Thì trong cái kiến nghị mới nhất của Vitas vẫn có kiến nghị về vấn đề kiểm tra chuyên ngành. Chúng tôi đã có những cái yêu cầu ví dụ như về cái hàm lượng formaldehyde trong sản phẩm vải khi mà nhập khẩu để làm hàng xuất khẩu đi. Bên cạnh đó, theo đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp, tình trạng giấy phép con vẫn là hiện trạng nhức nhối làm phiền hà doanh nghiệp. Trong khâu xuất nhập khẩu vẫn còn có những giấy tờ của ít nhất là 9 bộ tham gia vào, tức là xuất khẩu và nhập khẩu vẫn còn bị ràng buộc, giấy phép con, giấy xác nhận, vân vân, vẫn còn cơ chế xin cho. Tính chung trong 5 tháng đầu năm, cả nước có hơn 28.600 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do khó khăn và hơn 4.600 doanh nghiệp chính thức phá sản. Đáng chú ý, trong số 28.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động do khó khăn thì có gần 10.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 17.800 doanh nghiệp đóng mã số thuế hoặc không đăng ký kinh doanh thêm. Thưa quý vị, với những điểm nghẽn còn tồn tại, ghi nhận những khó khăn trong buổi đối thoại ngày 29 tháng 4 vừa qua với cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm cải cách môi trường kinh doanh, một nghị quyết nhằm tiếp tục sát cánh tháo gỡ triệt để những khó khăn vướng mắc còn tồn tại đã ra đời. Ngày 16 tháng 5, nghị quyết số 35 của Chính phủ đã được ban hành. Nghị quyết lần này được đánh giá rất cao với nhiều điểm đột phá và hành động cụ thể. Nghị quyết 35 trên NQCP có sứ mệnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Vì vậy, nét đáng chú ý đầu tiên trong nghị quyết 35 trên NQCP là mục tiêu đến năm 2020 xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh phát triển bền vững. Cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Hàng năm có 30-35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Khu vực doanh nghiệp tư nhân đóng góp khoảng 48-49% GDP. Lần này thì Thủ tướng đưa ra thì tôi nghĩ rằng là một cái tín hiệu tốt để cho cái thành phần kinh tế tư nhân là có cơ hội để được cả toàn xã hội chú trọng, coi trọng, tôn trọng và hỗ trợ cho họ để họ phát triển. Bởi vì đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận vai trò của cái thành phần kinh tế này cũng là một thành phần kinh tế không phân biệt giữa các thành phần kinh tế theo cái chính sách hiến pháp của chúng ta. Và lần này thì được luật hóa, được chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng, được luật hóa bằng những văn bản luật lệ, rồi là có những nghị quyết như là nghị quyết 35 này, thì đây là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Ghi nhận những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp thời gian qua, phần lớn do khâu thực thi, chính sách ban hành tích cực, nhưng doanh nghiệp chưa thực sự được thụ hưởng lại bị nhiều phiền hà. Điểm nhấn thứ hai cũng phải kể đến trong nghị quyết 35 là thực hiện chủ trương nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Điểm nhấn này nhằm tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của doanh nghiệp và những quyền lợi mà doanh nghiệp phải được thụ hưởng trong bối cảnh hiện nay. Sự sẵn sàng, sự cầu thị và chân thành sẽ là phương châm xuyên suốt nhất quán tại đối thoại hôm nay cũng như tại nhiều đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra giữa các cấp chính quyền ở mọi tỉnh thành và các bộ ngành để mục tiêu lớn nhất là doanh nghiệp có điều kiện phát triển tốt nhất. Với câu chuyện quán xin chào vừa qua dành khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo xử lý. Nghị quyết đã đề ra nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển,
và trở thành động lực của nền kinh tế với nhiều nguyên tắc phải được đảm bảo như không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật. Những thay đổi về quyền tự do kinh doanh, giảm rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tăng độ an toàn cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo người dân được quyền kinh doanh tất cả những gì mà luật không cấm để thực sự để đi vào cuộc sống. Điểm đột phá trong nghị quyết lần này cũng là tín hiệu khởi sắc, giúp doanh nghiệp Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng là nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ hiện nay, theo thống kê gần đây, hiện bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ là lực lượng rất lớn của nền kinh tế, chiếm hơn 95% tổng số doanh nghiệp hoạt động trên cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều biện pháp hỗ trợ bộ phận doanh nghiệp này nhưng hiệu quả vẫn rất kém. Cái luật hỗ trợ doanh nghiệp là một cái việc làm rất đúng. Rất đúng về mặt chủ trương và rất kịp thời. Thì cái luật này được ra đời sớm, sớm chừng nào thì sẽ tháo gỡ được chừng ý các cái khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Trong cái luật này gần như là tháo gỡ toàn diện tất cả các cái khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Vì sao? Vì cái luật này nó được xây dựng trên cơ sở những cái khó khăn tồn tại mà cần phải tháo gỡ cho khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa. Một tín hiệu trong những quy định của nghị quyết cũng tạo niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng của doanh nghiệp là kiểm tra chuyên ngành. Theo đó, nghị quyết đề ra nguyên tắc nâng cao hiệu quả quản lý theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm với điều kiện quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra giám sát. Nguyên tắc được đề ra nhằm tiết giảm đơn giản thủ tục cho doanh nghiệp trong kiểm tra chuyên ngành là một tín hiệu vui cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp dệt may nói riêng khi những kiến nghị vướng mắc đã được chính phủ ghi nhận. Tôi kỳ vọng rất nhiều ở cái nghị quyết 35 của chính phủ. Bởi vì ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc với doanh nghiệp vào ngày 29 tháng 4 thì lập tức sau đó hình như chỉ một tuần sau thôi là chính phủ đã có soạn thảo ra cái nghị quyết 35 và đặc biệt là giao cho tất cả các bộ ngành, trong đó có các bộ liên quan tới vấn đề kiểm tra chuyên ngành thì phải làm thế nào tiết giảm nhất để mà tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp. Với những điểm đột phá trên, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những hiệu quả phải được mang đến cho các doanh nghiệp, khâu thực thi cần được giám sát chặt chẽ, bởi đã có nhiều giải pháp, nghị quyết hay quy định, nhưng những gì doanh nghiệp được thụ hưởng còn rất hạn chế. Mục tiêu đầu tiên mà nghị quyết số 35 đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Như vậy có thể thấy, chính phủ đang hướng tới sự phát triển doanh nghiệp thiên nhiều về chất lượng hơn số lượng và để thực hiện hóa được mục tiêu này, cần có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Mặc dù Nghị quyết 35 đặt mục tiêu rất cao nhằm xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, với 10 nguyên tắc nhất quán đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong nghị quyết, đã tạo nên một sự kỳ vọng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp. Tôi nghĩ là với mục tiêu mà chính phủ đưa ra, đặc biệt là Thủ tướng cũng đã chỉ đạo là đến năm 2020 là chúng ta sẽ có khoảng 1 triệu doanh nghiệp thì tôi nghĩ là khả thi. Vì thực tế mà nói thì theo xu thế phát triển của cộng đồng thế giới cũng như là trong khu vực cũng như của Việt Nam thì trong thời gian gần đây thì cái việc mà hợp tác cũng như là nhiều tổ chức chúng ta đã ký kết thì cái việc mà thu hút đầu tư cũng như là hợp tác đầu tư giữa các nước với Việt Nam là đang triển khai theo hướng rất là tốt. Và tôi nghĩ là cái mục tiêu đấy sẽ đạt được và có khả thi. Cái nghị quyết 35, trước đó có nghị quyết thứ 19, thì chúng tôi cũng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá hết sức là cao. Bởi vì thông qua cái việc là các cấp chính quyền, thông qua từ bộ phận hành chính, quản lý, chuyển sang một cái bộ máy chính quyền phục vụ và chăm sóc cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng mà chúng tôi phải kỳ vọng là từ thông điệp chúng ta phải biến thành các cái hành động, bởi vì như vậy thì chúng ta mới giúp đỡ được các cái cộng đồng doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng mong muốn là có cái sự đánh giá và sắp xếp lại các cái bộ máy ở dưới, từ cấp chuyên viên cho đến trưởng phòng, bởi vì chính sách thì từ con người, phải từ con người thay đổi thì chính sách mới có hiệu quả được. Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, có lẽ vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất mà các cơ quan và chính quyền địa phương cần phải vào cuộc là phải đẩy nhanh tốc độ cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh cho phù hợp, bởi theo các số liệu thống kê, vẫn còn có đến 7.000 điều kiện kinh doanh, trong đó có rất nhiều điều kiện không hợp lý và đang tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc hình sự hóa mà chính phủ đang kiên quyết loại bỏ. Tướng đã chỉ đạo quyết liệt trong cái việc gọi là cụ thể hóa
và quy định chi tiết và rõ ràng minh bạch các cái điều kiện kinh doanh. Bởi vì thông thường cái hình sự hóa trong kinh doanh thường thường nó gắn với lại cái việc mà thực thi pháp luật ở những cái ngành mà có những cái điều kiện kinh doanh khá đặc biệt. Chính vì thế mà Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt cái việc này, và chúng tôi cho rằng là ở cái giai đoạn hiện nay thì các cơ quan nhà nước cùng với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đang rất là tích cực phối hợp với nhau để hoàn thiện các cái nghị định về hướng dẫn các cái điều kiện kinh doanh trong một số ngành kinh doanh có điều kiện, và tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước và cơ quan công quyền thực hiện tốt cái nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong cái việc giảm thiểu cái hình sự hóa trong cái quan hệ kinh tế. Mặt khác, cần xây dựng một môi trường kinh doanh thực sự minh bạch và bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, hay giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn. Bởi thực tế đã có hàng loạt các chính sách hỗ trợ dành cho nhóm doanh nghiệp yếu thế hơn đã được ban hành, nhưng dường như chưa đem lại nhiều hiệu quả. Quan trọng là chính sách, và chúng tôi muốn kêu gọi một sự bình đẳng, minh bạch về chính sách, ổn định về chính sách giữa các thành phần kinh tế để cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển. Vì tôi nghĩ là các doanh nghiệp tư nhân là những doanh nghiệp mà họ rất năng động, và họ năng động bởi vì họ nhỏ, họ năng động bởi vì họ đi vào những cái kẽ nhỏ của thị trường, họ sẽ thành công. Theo đó, cần có cơ chế đảm bảo khơi thông dòng vốn tín dụng cho doanh nghiệp và nền kinh tế để dòng vốn này được đến đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích. Hiện nay các cái quỹ mà hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay tương đối là khó, bởi vì các quỹ so sánh với cả các cái ngân hàng thương mại hoặc các ngân hàng nhà nước là chúng ta cũng tương đối là nhiều thủ tục, tương đối là rườm rà, các cái phí mà chúng ta thu lại rất là nhiều, nên do vậy mà các cái doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, thường là hay sang vay tín dụng của các cái tổ chức ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng cổ phần, và họ có thể tận dụng các cái nguồn tín dụng từ trái phiếu, tín phiếu hoặc là thị trường chứng khoán, nên do vậy mà các nguồn quỹ đã không khai thác hết cái hiệu quả của mình. Để thực hiện mục tiêu, mặc dù trong nghị quyết 35 chính phủ đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị cụ thể, nhưng doanh nghiệp mong muốn trách nhiệm này phải được phân rõ cho từng cá nhân chứ không phải chỉ chung chung cho tổ chức nào. Nó đã thành quy trình, và quy trình đấy thì rõ ràng là phải có người thực hiện, và ai là cái người có trách nhiệm là thực hiện những cái quy trình đấy và để cho hỗ trợ cho doanh nghiệp được tốt hơn thì cũng phải cần bắt tích những cái thông tin mà cái đầu mối nào là cái đơn vị để mà doanh nghiệp gửi gắm và tin cậy, để mà có thể là trao đổi hoặc là có cái đường dây nóng vân vân để mà làm sao mà để nó thật là mạnh mẽ. Nghị quyết 35 mới được ban hành ra không lâu, tuy nhiên đã nhận được sự hưởng ứng từ phía cộng đồng doanh nghiệp, cũng như sự vào cuộc ngay lập tức từ phía các đơn vị đã được phân vai nhằm cắt giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp như điều chỉnh mức phí đường bộ, phí BOT, một số chi phí lao động hay các chi phí không chính thức khác mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu. Thực hiện nghị quyết của chính phủ, thì về phía Bộ Tài chính thì cũng đã và đang tiến hành rà soát tất cả các dự án BOT hiện nay chúng ta đang thực hiện thu. Bộ Lao động phải có mấy vấn đề. Một là xung quanh vấn đề tiền lương, nhất là lương tối thiểu. Hai là xung quanh vấn đề bảo hiểm xã hội. Thứ ba là vấn đề đào tạo nghề cho doanh nghiệp. Thì những vấn đề này thì chúng tôi cho rằng là Bộ sẽ có một cái chương trình cụ thể. Không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động mà trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Và cuối cùng, quan trọng nhất là bản thân doanh nghiệp cũng cần phải chủ động, nỗ lực cố gắng chứ không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của các bộ ngành địa phương để cùng xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và liên kết cạnh tranh trong hội nhập. Thưa quý vị, Nghị quyết số 35 là văn bản thể hiện sự đột phá về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm khắc phục 4 thách thức, rào cản cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam, đó là hạn chế về công nghệ, khả năng cạnh tranh, khó khăn và chưa thực sự bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động, tinh thần tự tôn dân tộc và tính gắn kết của doanh nghiệp Việt Nam chưa cao, do đó cần sự chung tay của tất cả các bên, từ chính phủ tới bộ ban ngành địa phương cho tới doanh nghiệp để thể hiện mục tiêu hóa chính phủ đã đề ra. Đến đây thì chương trình tiêu điểm của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.